Minh Đăng trân trọng gửi lời chào Tân Thư đến với tất cả quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết trong ngày thứ bảy hôm nay ngày 27 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 9 tháng 4 năm Quý Mão. Khu vực mở đầu sẽ là thời tiết tại vùng Lido Sài Gòn. Thời tiết mát mẻ trong ngày hôm nay với trời có nắng và mây đan xen vào ban ngày. Tối ngày hôm nay trời hầu như quang đãng. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày 66 độ, nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày hôm nay trời se lạnh 56 độ. Bình minh sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 43 phút, hoàng hôn vào lúc 7 giờ 54 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình từ 68% vào ban ngày tăng lên đến 81% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió thay đổi từ hướng Tây Tây Nam 11 dặm 1 giờ vào ban ngày, từ hướng Tây Nam cho buổi tối ngày hôm nay vào khoảng 9 dặm 1 giờ và chỉ số tia tử ngoại đạt ở mức khá cao 10 trên 10. Ngày mai ngày Chủ nhật trời có nắng và mây kết hợp vào sáng ngày mai, càng về khuya ngày mai trời càng xuất hiện nhiều mây mù. Nhiệt độ không thay đổi nhiều trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất 67 độ cho ban ngày, 57 độ cho ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 9 tới 10 dặm 1 giờ từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày và ánh mặt trời ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 43 phút. Sau đây, mình xin mời quý vị cùng với đài trên IBC TV điểm qua thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Kính chúc cho quý vị và những người thân yêu thật nhiều sức khỏe và thật nhiều